Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam trong chương mục Tiền ít máy thơm. Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về một chiếc smartphone đến từ nhà Samsung, đấy chính là Galaxy S8, một chiếc flagship cũ nhưng thời điểm này vẫn còn rất nhiều ưu điểm để có thể lựa chọn, trong khi mức giá của nó cũng đã dễ dàng tiếp cận hơn nhiều so với thời điểm ra mắt. Nó sẽ dao động từ khoảng 5 triệu 3 cho tới 5 triệu 5 tùy từng đại lý cho tình trạng máy cũ và đẹp 99%. Chứ các bạn lại bảo ôi máy mới lấy đâu giá này. Điểm giúp S8 vẫn đáng chú ý đầu tiên là nhờ vào ngoại hình của máy, khi mà nó sẽ không khác biệt quá nhiều so với người đàn em của nó là chiếc Samsung Galaxy S9. Vẫn thiết kế nhỏ nhắn cùng với những đường nét bo cong mềm mại từ sự kết hợp của khung kim loại và hàm mặt kính trước sau tạo nên sự sang trọng, bóng bẩy và dễ dàng cầm nắm cho dù bàn tay của bạn có nhỏ thế nào. Cùng với lối thiết kế này thì Samsung Galaxy S8 cũng sẽ mang lại cho người dùng chuẩn kháng nước kháng bụi bẩn IP68, nhưng với những chiếc máy cũ thì mình vẫn khuyên các bạn không nên lạm dụng tính năng này mà hãy sử dụng nó như một tính năng để đề phòng. Nhớ may có gặp trời mưa thì chiếc máy của ta cũng sẽ không bị gặp bất chắc, bởi vì máy cũ thì các bạn biết rồi, có thể là do cao su của nó qua quá trình sử dụng nó cũng đã bị ráo ra, thế nên nếu như bạn mang đi chủ động nhúng nước thì có thể chiếc máy chúng ta sẽ bị chết yểu. Điểm thứ hai giúp cho S8 chiếm được thiện cảm của người dùng, đấy là nhờ vào màn hình sắc nét của nó. Tấm nền được trang bị trên nó cũng sẽ là một tấm nền cao cấp Super AMOLED mang lại màu sắc rực rỡ, nịnh mắt hơn, tương phản cao và màu đen cực kỳ sâu. Nói chung trải nghiệm về chất lượng hiển thị trên chiếc Samsung Galaxy S8 là không điểm chê. Thêm nữa thì phần kính bên ngoài cũng sẽ được làm cong không điểm dừng với tên gọi Infinity Display. Camera của chiếc Samsung Galaxy S8 hiện nay thì mình cũng có thể nói nó khá lỗi thời so với hàng loạt thế hệ smartphone tầm trung cả về độ phân giải lẫn tính năng, khi mà nó sẽ chỉ có thông số 12 megapixel cùng khẩu độ f1.7. Tất nhiên nó sẽ là camera đơn, nhưng nếu để đo về độ chi tiết cũng như chất lượng hình ảnh mang lại thì sẽ rất ít chiếc máy tầm trung cùng phân khúc có thể đo lại được. Cùng với đó, nếu như các bạn muốn chụp ảnh xóa phông trên chiếc Samsung Galaxy S8 này thì chúng ta cũng sẽ có một cách, đấy là sử dụng Google Cam, như trước đó mình cũng đã có một video chia sẻ. Khi đó các bạn có thể chụp ảnh xóa phông với thuật toán đến từ Google là cực kỳ ngon. Cùng với những tính năng nổi bật đáng chú ý thì cấu hình trên chiếc Samsung Galaxy S8 mình cũng đánh giá là có phần đuối ở thời điểm hiện tại, khi mà những con chip tầm trung như là S710, S675 có thể mang lại trải nghiệm cho người dùng rất tốt, hỗ trợ max setting cho một số tựa game thì con chip Exynos 8895 lại không làm được như vậy. Trong một số tựa game như mình đang test PUBG Mobile thì nó sẽ chỉ mở max độ phân giải là HD cùng với độ mượt là cao. Trong một hai game ban đầu thì các bạn vẫn có thể chơi bình thường cái tựa game PUBG Mobile này trên Samsung Galaxy S8, nhưng đến trận thứ ba thì hiện tượng khựng khung hình cũng như là giật lag thì đã xảy ra, nên đối với Samsung Galaxy S8 thì các bạn sẽ phải chịu hy sinh một chút về trải nghiệm chơi game để đổi lại những tính năng, những thứ rất là ngon lành về màn hình, về camera, về thiết kế và cũng như là về cả mặt thương hiệu. Nhưng nếu như các bạn không quá quan tâm tới cái vấn đề là hai sim trên một chiếc điện thoại thì các bạn có thể lựa chọn Samsung Galaxy S8 phiên bản Mỹ. Khi đó rõ ràng chúng ta lại có một chiếc máy hoàn hảo hơn ở mọi phương diện, vì S835 trên S8 Mỹ lại được tối ưu rất tốt cho những tựa game đang có trên thị trường hiện nay, kể cả PUBG hay là kể cả những tựa game như Modern Combat. Pin cũng sẽ là một điểm yếu trên Samsung Galaxy S8 khi mà nó sẽ không đáp ứng tốt những nhu cầu sử dụng hỗn hợp với game. Nếu như bạn chỉ sử dụng cơ bản với Facebook, nghe gọi và check YouTube thì khi đó nó vẫn đáp ứng ổn trong vòng một ngày. Nhưng nếu như sử dụng nhiều hơn, sử dụng với những tác vụ nặng hơn thì có lẽ các bạn sẽ phải nghĩ tới đấy là mua thêm một cục sạc dự phòng. Tóm lại, với Samsung Galaxy S8 ở thời điểm này, khi mà mức giá của nó chỉ còn là khoảng tầm 5 triệu 3 dưới 5 triệu rưỡi thì chúng ta đã có một chiếc máy với màn hình đẹp, thiết kế sang trọng, camera ổn, cấu hình đủ dùng và một chiếc máy có thương hiệu đến từ Samsung, Hàn Quốc, hàng xịn. Và các bạn thấy sao về nó? Liệu đây có phải một sản phẩm tiền ít mà chúng ta vẫn sẽ hít thơm được không? Xin một comment để lại cái suy nghĩ cá nhân của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích đừng quên để một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.